Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Hôm nay bên em về một mẫu xe phân khúc hạng D, sản xuất cuối 2015, form 2016 và đăng ký một chủ từ mới 2016 đến bây giờ. Xe mới sử dụng hơn 9 vạn cây. Xin giới thiệu với toàn thể quý anh chị, đây là chiếc Toyota Camry nhé, bản 2.5Q, bản cao cấp nhất. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 635 triệu. Với cái mức giá này thì bên em hoàn toàn có thể hỗ trợ sang tên đổi biển chính chủ cho anh chị. Xe được trang bị đèn bi, giải LED định vị ban ngày, líp bô đôi, la răng 5 chấu. Trang bị màn hình cam lùi theo xe, cảm biến trước sau. Có xi nhan báo rẽ được tích hợp trên gương. Đó. Máy đua nhé, máy đua 2.5. Nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Toàn bộ máy số keo chỉ trên xe bảo hành nguyên bản nguyên zin. Đấy, vẫn còn tem dán bảo hành này. Nội thất ghế da nguyên bản đây. Cần số này. Vô lăng này. Có đề nổ thông minh này. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Xe đi 96.000 km. Này, gương chiếu hậu chống chói này. Toàn bộ 4 ghế này đều chỉnh điện nhé. Ghế trước, ghế sau, ghế bên lái, ghế bên phụ đều chỉnh điện tất. Ở hàng ghế sau này cũng được trang bị hai rèm che nắng cho hai người ngồi phía sau. Đó, và kính sau này cũng được trang bị rèm che nắng luôn. Đây, cái bệ tì tay này thì trên này nó có tác dụng là để cốc này. Đó, rồi để chai nước này. Điều chỉnh hàng ghế thứ hai này, chỉnh điện này. Đó, rồi điều chỉnh nhiệt độ này, rồi điều chỉnh âm lượng nhá. Có cửa gió điều hòa sau. Lốp còn khá là dày. Khoang hành lý phía sau này vô cùng rộng rãi. Theo như thông số nhà sản xuất thì chiếc Toyota Camry này nó tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng tầm 8 đến 9 lít thôi. Đó, ghế lái chỉnh điện này. Có nhớ hai vị trí ghế lái luôn. Các chức năng cụp gương này. Vô lăng rất là mới nhé. Ghế da nguyên bản theo xe. Đây. Đó, toàn bộ này. Giảm xóc này. Cabo nguyên bản này. Rằng trên rằng dưới nguyên bản luôn. Đây, từ chân máy nguyên này. Zin hết.